hỡi. Hai. Sân bay. Chào mừng đến với sân bay của bé gấu trúc. Rất dễ bị lạc. Hãy cùng đến quầy thông tin trước tiên. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Các hành khách thân mến, sắp đến giờ máy bay khởi hành. Vui lòng đến cửa khởi hành và mang theo tất cả hành lý của mình. Xin chào, quý vị có thể giúp tôi làm thủ tục lên máy bay được không? Xin chào, tôi có thể xem giấy tờ tùy thân của quý vị được không? Hãy nhớ kiểm tra thông tin chuyến đi của quý vị. Đây là giấy tờ tùy thân và thẻ lên máy bay của quý vị. Hãy chú ý giữ. Xin cảm ơn. Các hành khách thân mến, xin vui lòng chú ý đến hành lý của mình và báo cáo cho nhà chức trách nếu phát hiện những chiếc túi bị bỏ quên. Sự an toàn của quý vị là ưu tiên của chúng tôi. Trước khi lên máy bay, chúng ta cần phải qua cổng an ninh. Chúng ta không thể mang theo bất cứ thứ gì nguy hiểm. Xin vui lòng đặt các vật dụng cá nhân của quý vị vào giỏ. Không được mang các vật dụng này lên máy bay, vui lòng bỏ chúng lại. Vali có chút lộn xộn, hãy sắp thẳng lại nào. Chào mừng đến với sân bay của bé gấu trúc. Xin vui lòng đến cửa máy bay của quý vị, càng sớm càng tốt. Và chúng tôi xin chúc quý vị có một chuyến đi an toàn và đầy thú vị. Trước các chuyến bay quốc tế, trước tiên chúng ta cần phải xuất trình hộ chiếu của mình tại quầy hải quan. Xin chào, vui lòng xuất trình hộ chiếu. Lòng nhận lại hộ chiếu của mình. Xin cảm ơn. Xin chào. Vui lòng xuất trình hộ chiếu. Vui lòng nhận lại hộ chiếu của mình. Xin cảm ơn. Các hành khách thân mến, máy bay đã bắt đầu tiếp nhận hành khách.
vui lòng mang theo tất cả các vật dụng và thẻ lên máy bay của quý vị. Chúc quý vị có một chuyến đi an toàn và thú vị. Chào mừng quý vị đến với chuyến bay của Baby Bus. Chúng tôi hy vọng quý vị có một chuyến bay đầy thú vị. Vui lòng mở rèm cửa sổ. Sắp đến giờ máy bay cất cánh, vui lòng ngồi vào chỗ của quý vị và thắt dây an toàn. Để đảm bảo an toàn cho quý vị, hãy đặt ghế về vị trí thẳng đứng. Máy bay đã đạt đến độ cao hành trình, chúng tôi sẽ bắt đầu phục vụ đồ ăn và đồ uống miễn phí trong chốc lát. Xin lưu ý rằng đã xảy ra tình trạng mất áp suất cabin. Hãy nhanh chóng đeo mặt nạ oxy và ngồi yên tại chỗ. Máy bay đã thoát khỏi cơn bão một cách an toàn và sẽ sớm đến điểm đến của chúng ta. Hãy cùng bắt xe buýt đến nhà ga sân bay nào. Xin cảm ơn. Các hành khách thân mến, khi đến sân bay, vui lòng đến băng chuyển nhận hành lý. Tôi phải lấy hành lý của mình đã. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Thưa quý vị đã đến sân bay của bé gấu trúc, hãy chắc chắn mang tất cả hành lý của quý vị và chú ý đến tất cả các chỉ dẫn về an toàn. Tôi muốn mua một cái gì đó. Xin cảm ơn.
chào. Vui lòng đặt đồ của quý vị lên quầy. Xin chào, chi phí là 45 đô la. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Các hành khách không tìm thấy hành lý của mình có thể liên hệ với quầy hành lý thất lạc. Hãy cùng tìm một món đồ bị thất lạc. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị đã lựa chọn sân bay của bé gấu trúc trong kỳ nghỉ của mình. Chúng tôi chúc quý vị có chuyến đi an toàn.